Rồi. Sau đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn động tác kiểm tra răng. Vào sân thi thì thấy rất nhiều người là loay hoay với cái động tác kiểm tra răng này. Thì sau đây tôi sẽ hướng dẫn anh em cách kiểm tra răng. Cái thứ nhất là khi kiểm tra răng con chó thì làm sao cho con chó nó phải một cách thoải mái, nó không bị gò bó và nó cũng nó không cảm thấy khó chịu. Đó. Thì trước khi kiểm tra răng con chó thì ta xoa vuốt nhẹ đầu nó một cái. Cái thứ hai là anh em nên lưu ý cái dây, là khi cái dây á, cái dây thì ta đưa cái dây vòng, cái vòng này xuống dưới cổ này. Cái thứ hai nữa là ta quấn tay này để cho cái dây này nó không chạy nữa này. Đó. Thế xong sau đó đưa cái tay móc vào cái dây này, đỡ cái hàm dưới này. Cái tay này, anh em nhớ này, cái điểm tay này, để tì dưới này. Để tì cái tay này, để tì ở dưới hầu này. Đó, và cái tay còn cái tay kia này. Được cái động tác cái tay kia nhá, là đưa tay che lên mắt con chó này. Che lên mắt con chó để con chó nó đỡ nhìn thấy những cái phần vào phía giám khảo người ta đứng ở phía trước. Hai ngón tay cái này đặt vào này. Vì cái dây giữ này rồi con chó nó có muốn lùi lại nó không lùi được này. Tức là cái dây nó thít ở đây rồi. Nếu con chó nó muốn lùi lại nó không lùi được. Và cái tay này che này, một tay trên tay dưới vén cái hàm con chó. Thì con chó nó muốn lùi lại thì cái dây mình giữ này. Và đồng thời là cái tay này là che bớt mắt con chó đi thì con chó nó đỡ bị ảnh hưởng với những người đứng xung quanh nó khi xem răng. Vì nhiều khi mà người lạ mà cúi xuống nhìn con chó con là nó sẽ sợ, thì cái tay ta để ngang này. Đó. À, một số bạn á thì cứ dùng tay này, dùng cái ngón tay này. Một số bạn thì cứ dùng ngón tay này véo mồm như này, tức là đưa tay để véo cái này lên. Đó, là con chó nó có thể làm như thế nó vẫn được. Nhưng mà con chó nó sẽ khó chịu. Và khi con chó nó khó chịu thì nó sẽ không muốn mình làm cái điều đó. Và nhất là khi làm mà khi kiểm tra mà thấy con chó nó khó chịu thì ta phải vuốt ve, ta bình ổn nó. Đó, thế sau phần bên này cũng thế này. Đặt tay này, vén này. Đó, rất là nhẹ nhàng. Đó, vén này. Tức là cái cảm giác khi kiểm tra răng là con chó nó cảm thấy nó phải là thoải mái, dễ chịu. Đó, mà nhớ cái động tác là mình che bớt cái phần tầm nhìn của nó thì nó sẽ không ảnh hưởng đến cái phần mà cái những người khác ấy. Cái hai là khi cái tay đưa này là ngửa cái ngổ con chó lên này thì nó ngẩng cái mặt, ngẩng cái mặt lên rồi đúng không? Tay này đặt vào đây, vén ra này, đó, con chó nó sẽ thì tránh cái tình trạng là gì? Đưa cả năm đầu ngón tay này, kéo cái mồm con chó là nó không thích, đó. Và mỗi lần mình tập mình làm như thế khi nó làm tốt thì khen nó, đó, rồi. Và cái nữa là gì, là nếu trong quá trình mình tập ở nhà ấy, thì mình cố gắng là đưa ra một cái lệnh. Ví dụ như là bình thường như tôi hay tập á thì là ví dụ như là hô răng. 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 Há to rồi. Ồ, rồi, đó. Tức là khi nó làm tốt á, mình khen nó lúc đầu á thì không cần phải là xem thật kỹ. Nhưng mà mới đầu chỉ cần làm đủ lượng động tác thôi là cảm thấy đã được rồi. Nhưng mà sau dần dần thì mà nó làm tốt rồi thì cái thời gian có thể kéo dài lâu hơn nữa. Cái hai nữa là nhất là chú ý cái động tác kéo cái dây này. Cái dây này con chó nó muốn lùi lại không được. Bởi vì sao, là cái dây nó vòng qua gáy con chó này. Đó, con chó nó muốn lùi lại là nó sẽ bị cái dây này nó giữ lại. Đó, nó không thể lùi được nữa. Đó. Thế là tránh thì không phải như một số bạn là cứ phải dẫn chân lên dây này. Hay cái thứ xong nó lại lùi lại, nó giật lại. Đây là cái động tác mà đấy, ví dụ mình quấn dây này, móc nó vào đây. Đó, cái dây nó thít ở mang tai này. Đó, đưa cái hàm con chó lên. Đấy, con chó nó buộc phải ngẩng mặt lên này. Đúng không? Đưa tay nhẹ nhàng này, vuốt này, nhẹ nhàng này, vén này. Đó, rất là đơn giản. Đó. Là cái mồm, hai nhất là hai cái tay này khi ép xuống này thì kiểu gì cái mồm nó cũng ngậm. Đó, động tác này là kiểu gì cái mồm nó cũng sẽ ngậm lại. Đó, và cái tay che bớt cái tầm nhìn của con chó đi. Rồi, đây là cái động tác kiểm tra răng rất là đơn giản. Nhưng mà nó rất là hiệu quả và con chó nó cảm thấy nó cũng không có gì là khó chịu khi mình kiểm tra răng. Đó. Nhưng một số bạn là cứ lấy móng tay, lấy cái đầu năm đầu ngón tay vén lên mà nhất là lại móc vào cái lỗ mũi con chó là nó không thích. Đến mình cũng thế thôi, bây giờ mà ai cứ đưa ngón tay, năm ngón tay mà chọc vào mồm mình mới kéo vào mồm mình thì mình sẽ không cảm thấy nó không dễ chịu một tí nào cả. Đấy, nhưng mà cũng là cái vén môi mà đưa hai ngón tay này, nhẹ nhàng đẩy lên á, thì cảm thấy nó rất là nhẹ nhàng. Đấy, nhưng mà đưa tay này, kéo này là không thích, đúng không? Đó, và đối với con chó cũng thế. Tất cả mọi thứ làm trên nó đều phải là cho nó một sự thoải mái nhất định. Đó. Và cái hai nữa là cũng có một số cái động tác đó là nó mang tính chất hơi cưỡng ép một chút, đó là cái dây khi mình giữ này con chó nó muốn lùi lại là không lùi được. Đó. Phải tay này, tay trên tay dưới ép xuống thì đương nhiên cái hàm nó sẽ ngậm khít. Thế nhưng mà nhiều khi mà cầm thế này cả thì đấy nó cái há này ra này thì sẽ không nhìn được cái độ cắt kéo của cái hàm răng.
Đấy, nhưng mà nếu mà tay mình để này, mình ép này thì kiểu gì cái mồm con chó nó cũng sẽ ngậm lại. Vì nó không còn cái gì khác ngoài là nó phải ngậm miệng lại, vì tay trên tay dưới mình ép xuống. Đấy là cái động tác kiểm tra răng.